Chào tất cả anh em, mình muốn thông báo một cái tin rất là vui, đó là cái con Hanzoi K5 này ở cái thời điểm hiện tại giờ là bên Hanzoi nó đã update cái bản beta ấy, là anh em có thể nhận diện được súng và scope và những cái phụ kiện mà anh em đã lắp vào súng, nhưng mà hiện tại nó đang là bản beta, nó vẫn đang có rất là nhiều lỗi mà chơi nó thực sự nó không có ổn định. Mà hiện tại nó đang bản beta ở trong cái gọi là phiên bản Trung Quốc ấy, bản PUBG Việt Nam Hàn Quốc quốc tế ấy. Vẫn chưa được hỗ trợ anh em nhé. Đó, ở đây nó đang hỗ trợ là bản Trung Quốc em nhé. Và mình sẽ demo cho anh em bản Trung Quốc nhá. Ở đây thì đầu tiên thì đây anh em thấy nha, nó thay đổi nguyên cái giao diện màn hình này, nhìn nó rất là đẹp luôn đúng không? Đó, cái giao diện màn hình nó đã thay đổi rồi. Và đây anh em thấy đây, nó nhận biết là mình đang cầm Groza này và mình đổi sang M4 này. Đó, nó nhận biết là mình đổi sang M4 anh em nhé. Và ở đây thông số mình đã set từ trước rồi, là 70 này, tương ứng với cả trên màn hình là 70 anh em có gì nhìn thấy nhá. Đó. Ok nhé. Ở đây mình sẽ đổi scope này. Ở đây là scope 4 đúng không? Mình sẽ đổi sang cái scope này đi. Sao lại không kéo xuống ta? Được à? Anh đợi tí nào, sao không không kêu ấy được ta? Đây, ở đây kéo được rồi đây. Đó, mình sẽ đổi xuống sang cái cốp này nhé. Đó, nó sẽ tự đổi thông số về 27 thì anh em thấy chưa? Đó, sẽ đổi tự đổi thông số về 27, mình sẽ đổi đến cốp 4 này. Đó, tự đổi thông số lên 70 anh em nhé. Anh em thấy là mình sấy này. Và ở đây nó có một cái lỗi mình rất là kiểu khó chịu ấy. Là khi anh em bật lên này, anh em sấy này. Anh em thấy chưa? Nó sẽ không đứng luôn mà nó đi lên một tí xong nó mới đứng, nó đi lên một tí xong nó tâm nó mới bắt đầu nó mới ghim ấy. Đó thì cho cái kiểu thằng Android là tối ưu là chưa tốt, nó nhận diện cái nút kiểu mở ống ngắm này, nó chưa được ok lắm, thế nên là nó sẽ bị đi lên một chút rồi nó mới nhận diện vào đây này. Đấy anh em thấy chưa? Do là bản beta mà là nó có rất là nhiều lỗi này, chúng ta không thể tránh được rồi đúng không? Bản beta mà, và tí mình sẽ để mua anh em cách tải và update lên cái bản beta nhé. Thì bản beta mà anh em không thể tránh khỏi là lỗi rồi đúng không? Đó thì chúng ta sẽ thông cảm cho Android, bao giờ nó ra bản chính thức thì nó sẽ ok hơn nhé. Và dự kiến cái bản này chắc là phải ra Tết anh em ạ. Trong Tết thì chắc là bên Android nghỉ rồi, chắc phải ra Tết họ mới update được. Đó. Ok, anh em thấy sấy đây, đó, tâm đứng rồi đúng không? Rồi có một cái lỗi nữa mình không thích này. Đó, khi mình đang cầm M4 này đúng không? Đang cầm M4 này. Đó mình đổi sang Groza này. Đó, ở đây còn không nhận diện được cơ, lúc nó nhận diện được, lúc nó không thôi anh em ạ. Đó, ok, đấy nhận được nhận diện được Groza này. Groza ở đây mình đã set thông số rồi nhá, mình đã set thông số rồi. Nhưng mà ở đây nó vẫn là không này và mình bắn nó vẫn không kiểu tâm này anh em chưa? Đó. Anh em thấy chưa? Nó vẫn không kiểu tâm này. Mình phải bật cái ba lô lên. Đó để nó lại nhận diện xong rồi tắt ba lô đi nó mới nhận diện là 30 thảm anh em thấy chưa? Nói chung là cái bản beta này của Hanzoi nó quá lỗi luôn. Đấy, nó có thể nói chung là bên Han một cái tin vui cho anh em này. Bên Hanzoi họ đã bắt đầu phát triển cái công nghệ nhận diện này rồi. Để đi theo cái cục dấu sale anh em đó, đi theo cục dấu sale bên Android nó đã phát triển và để beta ở trên cái con K5 này rồi. Và chơi thì bản beta này thực sự là chơi rất là lỗi, thế nên là tốt nhất anh em không nên dùng. Đấy, anh em thấy chưa, M4 này không nhận diện được nhé. Mình đổi sang nó vẫn nhận diện được M4 nhưng mà nó không nhận diện là ghim tâm bao nhiêu. Mình phải mở cái ba lô lên, đóng ba lô lại nó mới nhận diện, anh em thấy chưa? Rất là kiểu kiểu như là bản beta nó kiểu lỗi ấy. Đây là lỗi chứ không phải là đấy nhá, đấy kiểu bên Android họ làm vội làm vàng để họ update beta để cho người dùng trải nghiệm ấy, để gọi là đi theo cái xu hướng công nghệ của thằng kiểu dâu sale ấy để cho đỡ bị thụt lùi. Đấy, đây là một số những cái chia sẻ của mình là bên Android họ đã có update rồi và anh em cần phải đợi thời gian để bên Android họ tối ưu hơn thì chúng ta chơi mới ok nhé. Hiện tại là mình đang sử dụng cái phiên bản là 1.30.3.2669 anh em nhé, phiên bản là phiên bản beta thôi. Đó thì cái phiên bản vừa rồi mình demo cho anh em là phiên bản beta thôi. Anh em có thể vào trang chủ hanzoi.com nhé và anh em kéo xuống này, nó sẽ có cái phần tải về này, em tải về này. Đó. Ok, nó sẽ mở ra này. Ở đây thì cái bản màu trắng ấy, bản màu trắng là cái bản mình đang chơi nhé. Đó anh em có thể tải về và kích vào đây và cài đặt này. Đó. 1.30.3.2669 anh em nhé. Đó anh em tải về bản này cho mình nhé. Khi anh em tải về và cài đặt xong bình thường thì anh em sẽ vào ứng dụng Hanzoi cho mình này. Đó anh em vào ứng dụng Hanzoi cho mình và anh em ấn vào cái dấu 3 2.3 chấm này. À anh em ấn vào cái con Hanzoi K5 chứ quên. Đấy, anh em ấn vào cái con Hanzoi K5 này nhé và anh em ấn vào cái phiên bản này. Đó kích vào đây và anh em ấn sang đây bản chính thức của nó là em kích sang cái bản beta này. Nó phiên bản 3.1.8480 này, em update cho mình cái bản này nhé. Mà anh em lưu ý là trong quá trình update đấy, anh em không được để là cái K5 này nó sập nguồn, là cái thứ nhất này, không được để cái máy của anh em mà sập nguồn. Nếu mà cả hai cái là một trong hai cái nó bị sập nguồn ấy, rất có thể nó dẫn đến cái con Hanzoi K5 của anh em nó sẽ thành cái cục gạch nhé, nó không thể lên được đâu. Đấy, thế nên là anh em lưu ý trong quá trình update nhé. Đó, ok. Ở đây mình sẽ mở lại lên cho anh em này. Đó. Ở đây thì cái phiên bản beta này nó nhận diện nói chung là mình cảm thấy nó thua con dâu sale rất nhiều ở trong cái khoản nhận diện. Nhưng mà với cái gọi là trình độ công nghệ và cái gọi là cái 5 tháng mà bên Hanzoi họ phát triển ấy, đấy thì mình tin chắc là cái công nghệ này bên Hanzoi họ sẽ làm nó rất là tốt luôn. Và chơi nó sẽ rất là ok nhé. Đó, tại vì bên Hanzoi họ sẽ đi sau cái thằng dâu sale một chút, dâu dâu sale ấy, nên là công nghệ này của nó sẽ gọi là cần phải update một thời gian. Nó tung ra cái bản beta vội vàng quá để
để gọi là đi theo cái cục cục dâu sale ấy. Đấy, cái cục dâu sale thì em biết thì nó đã ra rất là ok đúng không? Đấy, em thấy đây. Em nhận là 70 này, đưa về đây là 0 này mọi người nhá. Đó. Tại vì mình chưa chỉnh cái chấm ruồi này mà, chưa chỉnh cái chấm ruồi, chưa chỉnh cái phụ kiện này này. Đó, ở đây mình sẽ chỉnh nhé, 29 này. Đó, rất là ok nhé, tâm đứng rồi đúng không? Ok này, mình sẽ chuyển sang không xuống số 2 này. Đó, ok, ở đây là không có thông số gì đúng không? Mình sẽ chuyển lên này, con này nó chơi khoảng này 40 đi. Đó, nó cũng chưa nhận được 40 anh em ạ. À, cho mình chuyển 40 rồi mà, sao vẫn chưa nhận được ta? Rồi, ok, 40 này, cho nhận diện này, ok này. Đó, ok, chuyển xuống này. Ok, 29 này. Ở đây lại nhận diện được rồi này, 40 này. Đó. Đấy, lúc này không nhận diện được, bây giờ lại nhận diện được anh em ạ. Bây giờ đổi súng lại nhận diện được. Nó vô lý cực kỳ luôn. Anh em có thể thấy lúc đầu thì là đổi súng nó không nhận diện được, nó không không kiểu đưa về cái thông số ghim tâm là 29 này. Bây giờ lại đưa về rồi. Đấy, nó kiểu không được ổn định anh em. Không được ổn định thế nên là anh em chơi thì nó sẽ không được ok lắm. Đó, ok, mình sẽ nhắc thử scope rồi mình gắn cho anh em này. Scope này này, đây, đưa khẩu này đi. Đó, ok. M44X này. Vẫn là 29 anh em ạ. Đây, nhận diện chưa? Vẫn là 29 anh em ạ, nó không nhận diện được. À đâu, cái kén không phải, không phải các bạn. Là mình chưa vặn lên. Đó, tại vì ở đây là không có phụ kiện mà anh em cần phải chỉnh theo từng cái loại phụ kiện riêng. Rồi ok, tâm đứng rồi này, mở lên cho nhận diện nhé. Rồi ok, sái thử này. Đổ súng này. Nhận diện 40 này. Đấy, ở đây nhận diện ngon rồi này. Đấy, lúc nãy còn không nhận diện cơ, nhưng mà nó vẫn bị một cái này, sẩy nó không ghim luôn ấy. Kiểu mình bắn đây này, sẩy nó không ghim luôn mà nó bị đi lên một tí rồi là mới ghim anh em. Đi lên một tí rồi là mới ghim. Đây, mình sẽ bắn vào cái tầm ở tầm xa cho anh em nhé để xem cái à, chưa? Đây, anh em bắn nhanh này nó sẽ bị đi lên một chút rồi là mới ghim. Đó, anh em chưa? Ăn nhanh nó sẽ bị đi lên một chút là mới ghim, và anh em ăn chậm thì không sao. Đó, ăn chậm thì có thể không sao. Nhưng mà ăn nhanh này, mình ăn nhanh này. Đấy, đi lên một chút xong rồi mới ghim nhé. Anh em thấy chưa? Đi lên một tí xong rồi mới ghim. Anh em ăn chậm thì là nó sẽ không ghim luôn. À, ăn chậm thì nó ghim luôn nhé. Đây mình sẽ ăn chậm cho anh em xem nào. Mở cốp lên này. Sấy này, đó, ăn chậm thì nó sẽ ghim luôn. Ăn nhanh thì nó sẽ không ghim luôn. Đấy, nó rất là kiểu không được ngon đấy. Update này của bên Android cái bản beta này không được ngon. Bản thử nghiệm nhanh anh em. Rồi. Cảm ơn tạm đang xem video nhé, thì hy vọng là một trong cái một cái tương lai gần nhất thì cái con Hanzoi K5 này nó có thể là hỗ trợ được cái nhận diện scope, nhận diện phụ kiện và nhận diện súng hay là những cái nhận diện khác giống như cái cục dâu sale để anh em chúng ta có thể chơi game một cách ok hơn trên cái con Hanzoi K5 nhé. Và hiện tại là cái này nó chỉ hỗ trợ bản Android thôi, bản iOS thì hiện tại là vẫn chưa được hỗ trợ anh em nhé. Đó nên là anh em nào có bất cứ cái thông tin gì mới hay là những cái gì thì mình sẽ thông báo cho anh em nhé. Rồi cảm ơn Tâm đã xem video nha. Xin chào anh em, bye bye nhé.